Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin thời sự Hoa Kỳ và Thế giới được phát sóng trên kênh Little Saigon News. Hôm nay xin gửi tới quý vị bản tin chính sau đây. Cực hữu đòi treo cổ tập thể 19 thượng nghị sĩ Cộng Hòa bỏ phiếu giúp Biden khỏi đóng cửa chính phủ. Thưa quý vị, một nhà hoạt động cực hữu có liên hệ thân với người Cộng Hòa tại Colorado hôm thứ Sáu kêu gọi xử tử tập thể các chính trị gia mà ông gọi là bọn phản quốc, trong đó có cả thống đốc Therese Polis và nhiều thượng nghị sĩ khác. Người muốn làm sát thủ tập thể là Joe Oumam, sáng lập viên và là chủ tịch FEC United và là bình luận gia chương trình phát thanh Conservative Daily trong suốt tuần qua, nhiều lần kêu gọi treo cổ nhiều chính khách bị xem là dị kiến. Hôm thứ Sáu, Oumam nghe người cùng dẫn chương trình tên là Matt McGuire đọc tên 19 thượng nghị sĩ Cộng Hòa, những người trong tuần qua bỏ phiếu chung với Dân Chủ để chấp thuận dự luật tiêu xài bù đắp cho 11 tuần để chính phủ khỏi đóng cửa. Ockman nói đó là danh sách 19 tên phản quốc cùng với nhiều tên khác chống lại nhân dân Mỹ. Và tôi muốn mọi người lấy thân gỗ để làm các dàn treo cổ tập thể từ thủ đô DC cho tới California. Cùng hôm thứ Sáu, Ockman nói rằng thông đốc police là tên nói dối và phản quốc. Chuyển sang một bản tin khác, đầu tư mới của Samsung vào Texas thúc đẩy xây dựng lại chuỗi cung ứng của Mỹ, dự kiến là một đoàn mạnh với Trung Cộng. Thưa quý vị, thống đốc Texas Crash Abbas và tiến sĩ Kim Nam Kim, phó chủ tịch kim giám đốc điều hành của bộ phận giải pháp thiết bị điện tử Samsung, thông báo rằng công ty sản xuất vi mạch này sẽ xây dựng một nhà máy trị giá 17 triệu USD ở trung tâm Texas. Sau khi Samsung hoàn thiện lựa chọn địa điểm cho nhà máy mới của mình trên đất Mỹ, truyền thông Hàn Quốc đã bình luận rằng khoản đầu tư này dự kiến sẽ dán một đoàn mạnh vào tham vọng, trở thành đại nguồn cung bán dẫn của Trung Quốc khi Hoa Kỳ tiến tới đảm bảo chuỗi cung ứng của riêng mình. Hôm ngày 23 tháng 11, Samsung thông báo sẽ đầu tư 17 tỷ USD để xây dựng một nhà máy sản xuất chất bán dẫn mới ở Taylor, Texas. Đó là khoản đầu tư quy mô lớn của đại công ty công nghệ trong bối cảnh thiếu hụt vi mạch bán dẫn toàn cầu và là khoản đầu tư lớn nhất vào Hoa Kỳ cho đến nay. Chính phủ Hoa Kỳ và thông đốc bang Texas đã hoan nghênh kế hoạch đầu tư táo bạo của Samsung. Samsung cho biết trong một thông cáo báo chí, cơ sở mới dự kiến sẽ tạo ra hơn 2.000 việc làm công nghệ cao trực tiếp cũng như hàng ngàn công việc liên quan khác. Ông Jin Woo người đứng đầu nhóm chiến lược đầu tư của công ty chứng khoán Meris tại Hàn Quốc, nói với The Book Times. Điều này cho thấy Samsung đang chú trọng nhiều hơn vào chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ và có thể hiểu là Samsung đang tham gia vào hỗ trợ quá trình tái thiết chuỗi cung ứng do Hoa Kỳ dẫn đầu. Ông nói thêm, Khả năng Hàn Quốc tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ cao hơn nhiều so với trước đây, ít nhất là trong lĩnh vực công nghệ. Trong một bài xã luận hôm ngày 1 tháng 12 có tiêu đề Hàn Quốc, Đài Loan gia nhập liên minh bán dẫn của Mỹ tạo ra một đoàn mạnh vào Trung Quốc. The Korea Times cho biết liên minh sẽ trì hoãn sự trở dậy của ngành công nghiệp bán dẫn của Trung Quốc, làm đình trệ sự theo đuổi của Trung Quốc trong lĩnh vực này. Trong bối cảnh các khoản đầu tư này, bài xã luận cũng đã đề cập rằng thì phần 5G của công ty công nghệ như Samsung đã tăng lên sau khi Hoa Kỳ trừng phạt công ty viễn tưởng Trung Quốc Huawei. Bài xã luận của Korea Times cho biết, hơn nữa, vì việc xuất cản thiết bị cốt lõi sang Trung Quốc từ Hoa Kỳ bị hạn chế, các lĩnh vực bán dẫn của Samsung Electronics và SK Hynix đã có thể vượt qua sự theo đuổi của Đảng Cộng sản Trung Quốc trên thị trường toàn cầu một cách dễ dàng, đặc biệt là trong lĩnh vực không lưu trữ. Samsung không phải là công ty công nghệ cao duy nhất của Hàn Quốc quyết định đầu tư vào Hoa Kỳ, SK Group và LG Corp cũng như General Motors đều đã công bố kế hoạch đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ khác nhau tại Hoa Kỳ, không chỉ bao gồm chất bán dẫn mà còn cả pin, công nghệ hydro, các giải pháp năng lượng và xe điện. Chuyển sang một bản tin khác. Tòa Anh cho phép dẫn độ người sáng lập WikiLeaks về Mỹ. Thưa quý vị, một tòa kháng cáo Anh hôm thứ Sáu, 10 tháng 12, đã có phán quyết có thể đưa đến việc dẫn độ ông Julian Assange, người sáng lập Wikileaks, về Mỹ khi hủy bỏ quyết định của tòa dưới nói rằng tinh thần của ông Assange quá yếu đuối nên không thể đương cự với các điều kiện giam giữ nghiêm khắc của hệ thống nhà tù Mỹ. Theo bản tin của hãng thông tấn AP, tòa kháng án ở London nói rằng Chính phủ Mỹ đã đưa ra đầy đủ các bảo đảm để cho thấy Assange sẽ được đối xử nhân đạo và ra lệnh cho chánh án tòa dưới gửi đơn dẫn độ sang cho nội bộ vụ Anh để xét duyệt. Bộ trưởng nội vụ Pretty Patel sẽ là người có quyết định sau cùng về việc có cho dẫn độ Assange về Mỹ hay không. Phán quyết của tòa kháng án cho biết hiện không có lý do nào để tòa này không chấp nhận các bảo đảm như đã đưa ra, cũng không có lý do gì để cho rằng phía Mỹ không thành thật khi đưa ra các bảo đảm đó. Bà Stella Morris, vị hôn thê của ông Assange, gọi phán quyết này sự oan sai trầm trọng của công lý và cũng cho biết các luật sư của ông Assange sẽ kháng án lên tới cả pháp viện Anh. Bà Morris nói bên ngoài tòa án rằng, chúng tôi sẽ chiến đấu tới cùng, trong khi người ủng hộ cầm biểu ngữ đòi phải thả ông Assange. Ông Assange, năm nay 50 tuổi, đang bị giam tại nhà tù Bermas ở London chính phủ Mỹ đã truy tố ông Assange về 17 tội danh gián điệp và một tội danh sử dụng máy điện toán sai trái qua việc Wikileaks công bố hàng ngàn tài liệu quân sự và ngoại giao. Các công tố viên Mỹ cũng nói ông Assange có sự trợ giúp bất hợp pháp cho ông Chelsea Manning, phân tích gia tình báo của quân đội Mỹ để người này đánh cắp các tài liệu mật về quân sự và ngoại giao để Wikileaks công bố sau đó tạo nguy hiểm tính mạng cho nhiều người. Chuyển sang một bản tin khác, Giuliani tuyên bố có trong tay 900 tờ giấy chứng tử chứng minh người chết bỏ phiếu. Thưa quý vị, cựu luật sư tư của ông Donald Trump, Rudy Giuliani, một lần nữa tuyên bố có trong tay chứng cớ gian lận bầu cử 2020 với 900 tờ giấy báo tử cho thấy người chết đã bỏ phiếu. Xuất hiện trên chương trình The Lindo Report của giám đốc Mypilo Mylindo, Giuliani chia sẻ với sướng ngôn viên khách mời Brandon House về giấy chứng tử. Hãy nhìn vào Georgia một chút, chánh thư ký Deppensberger, Người cho đến mới đây vẫn nói rằng đó là cuộc bầu cử hoàn hảo, Giuliani nói, gã ngu ngốc đó nói với tổng thống đó là một cuộc bầu cử hoàn hảo. Anh ta bảo với tổng thống, ông biết đó, chúng tôi đã xem xét và chúng tôi không thể tìm ra bất cứ người chết nào bỏ phiếu. Tôi đã tìm thấy 900 người có giấy chứng tử, tất cả bọn họ qua đời vào năm 2000 trước bầu cử. Giuliani nói, tôi nghĩ con số thực sự mà chuyên viên của chúng ta ước tính nhiều hơn vào khoảng 4 hoặc 5 hoặc 6 ngàn, nhưng tôi có 900 giấy chứng tử, họ là những người đã bỏ phiếu. Vì vậy, đừng bảo tôi, đó là một bầu cử hoàn hảo, tôi biết anh là kẻ nói láo, cựu thị trưởng New York nói thêm. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn, Giuliani bảo House, anh không thể để 300 người quá cố bỏ phiếu, ít hơn 6 ngàn rất nhiều. Giuliani không chưng ra giấy chứng tử trên chương trình và cũng không cho biết ông ta lấy chúng ở đâu giới cánh hữu cũng tuân thuyết âm mưu rằng người chết đã bỏ phiếu trong bầu cử 2020 như Lindo chẳng hạn. Ông ta vào tháng 10 tuyên bố có chứng cớ 23.000 người bỏ phiếu dùng địa chỉ một nhà tù. Trên The Lindo Report, Giuliani cũng tiếp tục thúc đẩy những thuyết âm mưu gian lận bầu cử vô căn cứ. Ông ta tuyên bố có 400 giấy khai hữu thệ từ những người đã chứng kiến gian lận bầu cử. Nói rồi, cựu thị trưởng thành phố New York đưa ví dụ về một người phụ nữ không tên không tuổi đất sùng đạo ở Detroit, người mà ông ta bảo đã chứng kiến dân lần bầu cử. Kể từ sau bầu cử 2020, Giuliani đã thường xuyên thúc đẩy và lặp đi lặp lại những tuyên bố dân lần bầu cử vô căn cứ. Ông ta bị treo bằng hành nghề ở New York vào tháng 6 sau khi tòa phát giác ra có chứng cớ không bác bỏ được, cho thấy ông ta đưa ra những tuyên bố sai sự thật và gây hiểu lầm về dân lận bầu cử. Giuliani cũng thừa nhận hữu thể rằng đã không xác minh một số tuyên bố gian lận bầu cử mà ông ta tuyên truyền và có chứng cớ từ mạng xã hội. Ngoài ra, cựu luật sư tư của ông Trump cũng cho luật sư đại diện công ty máy bầu cử Dominion Voting Systems rằng ông ta không có thời gian để xác minh những tuyên bố gian lận bầu cử 2020 sau khi nghe nói về chúng. Chuyển sang một bản tin khác. Và nên, Gates kêu gọi 4.000 quân xung kích kiểm soát chính phủ nếu Trump đắc cử 2024. Thưa quý vị, cựu chiến lược gia Tòa Bạch Ốc và dân biểu Cộng hòa Matt Gaetz muốn 4.000 quân xung kích sẵn sàng để nắm quyền kiểm soát chính phủ liên bang nếu Donald Trump quyết định tái tranh cử và đắc cử 2024. Mặc dù chưa chính thức thông báo ý định tái tranh cử, nhưng cựu tổng thống thường xuyên bóng gió về khả năng quay lại vận động. Một số thăm dò gần đây cho thấy Trump sẽ đánh bại tổng thống Joe Biden nếu bầu cử diễn ra vào lúc này. Trên chương trình podcast Quorum của Biden, ông ta và Gates bàn về chiến lược ủng hộ Trump để giành lại quyền kiểm soát chính phủ nếu cựu tổng thống tái đắc cử 2024. Gates bảo rằng, đôi khi anh phải lên giọng để gây náo động và tổ chức một đạo quân ái quốc, gồm những người yêu quốc gia và sẵn sàng chiến đấu cho tổ quốc. Dân biểu Cộng hòa Florida đang bị điều tra hình sự tuyên bố, phong trào ủng hộ Trump sẽ theo đuổi những người đang áp dụng bắt buộc chích ngừa, những người đang làm giàu bản thân và đang bán trẻ quốc gia. Cựu chiến lược gia Tòa Bạch Ốc cho rằng hàng ngàn người trung thành với ông Trump sẽ sẵn sàng hỗ trợ cựu tổng thống nắm lại quyền hành. Đây là chủ nghĩa Trump nắm quyền. Đó là khi chúng ta chuẩn bị 4.000 quân xung kích phải có để làm mạnh mẽ chính phủ, bên nên tự hào, chuẩn bị họ ngay từ bây giờ phải không? Bên nên trước đây từng đánh bóng chiến lược này trên NBC News, nhưng đưa ra rất ít chi tiết chúng ta sẽ có một chiến thắng hoàn toàn vào năm 2022 và đó chỉ là phần mở đầu của một chiến thắng sâu rộng vào năm 2024. Và lần này, chúng ta sẽ sẵn sàng và có một quan điểm MAGA tạo dựng nước Mỹ vĩ đại trở lại. Những chính sách MAGA không phải những chính sách Cộng hòa tiêu chuẩn. Bà nên nói, nếu quý vị chuẩn bị giành lại chính phủ và hủy bỏ nó, thì hãy có quân xung kích chuẩn bị sẵn sàng để kiểm soát ngay lập tức cựu tổng thống ân xá Biden ngay trước khi ông ta rời khỏi tòa bạch ốc vào tháng 1, sau khi ông ta bị truy tố tội dân luận liên quan đến chiến dịch gây quỹ cộng đồng cho bức tường biên giới của ông Trump. Gần đây, Biden bị đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố tội khinh thường quốc hội vì đã chống lại trác đội của Ủy ban đặc biệt Hạ viện điều tra vụ bạo động điện Capitol. Liệu ông Trump có tái tranh cử vào năm 2024 hay không vẫn còn là một dấu hỏi. Tuy nhiên, cựu tổng thống nhiều lần tỏ dấu hiệu sẽ ra tranh cử lại. Tôi nghĩ căn cứ của mình sẽ nổi giận nếu tôi không tranh cử vào năm 2024, Trump tuyên bố trên chương trình truyền thanh Hugh Hewitt Show vào thứ Tư vừa qua. Hồi đầu tháng, xuất hiện trên chương trình truyền thanh WDBO ở Florida, cựu tổng thống cho rằng Biden sẽ không tái tranh cử năm 2024. Tôi nghĩ ông ta sẽ không tái tranh cử dựa vào kết quả công việc. Tôi sẽ không tưởng tượng nổi nếu ông ta tái tranh cử. Trump nói, nhiều thính giả của quý vị là người sẽ rất vui với quyết định của tôi về 2024. Tôi tin như vậy, cựu Tổng thống nói thêm. Nhiều đồng minh thân cận của ông Trump bày tỏ mong muốn và hy vọng cựu Tổng thống sẽ tái tranh cử. Thưa quý vị và thông tin vừa rồi cũng xin kết thúc bản tin của chúng tôi tại đây. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin kế tiếp.